Không biết có ai giống như tôi, mỗi lần đi ngủ là bị mất ăn. Trời ơi, đâu có chịu nổi nửa đêm nửa hôm. Tôi phải ra khu vườn thượng quyển của bà trùm nông sản. Tôi thu hoạch cái trái đẫn mụ, trời đất ơi. Công tình dán keo với lộn, công tình mà hả, tôi nhân giống biết bao nhiêu lâu bây giờ. Trời ơi, hái xuống nó tiếc, cái đứt cái ruột dễ sợ luôn. Hái thêm cái cốc cho nó sinh động nha. Rồi, mình hái xương xương vậy thôi. Nửa đêm nửa hôm ăn ít gì cũng được. Sau khi mình rửa sạch rồi mình cắt ra vậy nè, còn ai không muốn cắt á thì mình để nguyên luôn cũng được, tôi thích cắt vậy đó, hành chơi. Mà hành cái gì mà ác như ác đất, nửa đêm ngồi gọt gì trời. Rồi bây giờ bắt chước ở trên mạng làm ba cái nước gì chế vô nè, bỏ nước nè, bỏ nước mắm nè, rồi bỏ đường nè, quấy nè. Không có chỉ đâu, tại không có nhớ công thức đâu mà chỉ. Bỏ đại đó, cắn ăn cho rồi đi, rồi ngựa ngựa làm chi cho nó cực không. Hồi lỡ phóng lao theo lao chứ mà sao, giờ bỏ bột vô nè, quấy quấy đều lên cho bây giờ nó tèo như vậy là được nha. Rồi rồi, chuẩn bị đến tiết mục nè, trời ơi chế lên rồi, trời ơi nó quá là trời. Trời, hấp cái dẫm luôn rồi đó trời ơi. May mà chỉ có hai cái nách thôi chứ bây giờ mà có bốn cái nách chắc cũng có bốn cái nách cũng ê ẩm với tôi luôn đó. Rồi bây giờ sau khi mình chế cái nước đường nước mắm vô cái bình rồi rắc cái muối lên nè. Trời ơi có muối gì rắc muối đó, nhưng mà nhà tôi có muối nhuyễn rất là ngon nha. Trời ơi quấy lên một cái trộn đều lên. Trời ơi cái muối này nó cay dữ lắm nha. Nó ngon hay không là nó nằm ở cái muối nữa đó mấy bà ơi. Trời ơi đúng là cái trái mà mình nhân giống cho nó xuất sắc dễ sợ luôn á. Bây giờ mình ăn thử nha cho mấy bà cảm nhận nè. Đó không có từ gì nào diễn tả hết trơn. Nước mắm, nước đường, nước muối gì nó quéo, nó cò lại trong cái trái này. Trời ơi, nó chua chua ngọt ngọt mặn mặn. Trời ơi, chua cay quá ngon.